Hello, xin chào tất cả các anh em. Giờ hôm nay em lên em thanh lý cho anh em ba con bổi nha anh em. Con này con số 1 nha anh em. Con này thì là liêu lỡ nha anh em, hoặc là trơn lỡ, không hộ lỡ nha anh em. Con này chim nó cũng khá là trầm anh em ạ. Thổ tốt tiếng nha anh em. Thổ tốt tiếng liêu lỡ. Đây, anh em xem nè. Em mới tắm rồi cho chiều nay cho nó bóng chim đó. Liêu lỡ nha anh em. Em để cũng vài trăm nha anh em thôi. Anh em nào cần thì liên hệ nha anh em. Con này là con số 1, liêu lỡ, thổ nha anh em. Rồi con này là con số 2 nha anh em. Con này là con thổ pha đồng. Cái một hậu. Con này nó thúc nhanh, nó thúc cũng hơi nhanh. Chim dạng lắm rồi nha anh em. Đây, con này thì lên lồng được mấy tháng rồi. Nó bóng chim rồi. Anh em xem này. Con này gáy một hậu rồng nha anh em. Cũng xiên gáy rồi, giọng thì chưa hết giọng đâu. Thổ đồng một hậu. Đây. Chuẩn cản anh em. Thổ đồng một hậu thúc chơi nhanh nha anh em. Để cũng vài trăm cho anh em con thôi. Đây, con này là con số 2 nha anh em. Anh có chân nữa nè. Chân khô. Rồi con số 2 nha anh em nha. Rồi tiếp theo là con số 3 nha anh em. Con này là con thổ pha lấy một hậu nha anh em. Thổ pha lấy một hậu rồng. Em mới tắm thì nó lông sần sùi đi. Em tắm thì cho chim nó nhanh thuần với nó sẽ bóng nó bước chim nha anh em. Con này là con số 3 lấy một hậu thổ pha nha anh em. Anh em mua hết 3 con thì em sẽ để giá tốt cho anh em. Còn em thanh lý như những con này vài trăm thôi nha, con vài trăm thôi, bổi bể đấu hết nha anh em nha. Đây, số 3 nha anh em. Chừng nó cũng bán chim này chim tơ không nha anh em nha. Chim tơ thì nuôi nó mau lên, nó dễ chơi, dễ lên hơn. Chim dạng lắm rồi nha anh em. Em quay lên gõ đặt đủ thế mà nó cũng không bay, không bay không nhảy. Đây là con số 3 nha anh em. Thổ pha cái một hậu. Anh em nào cần thì liên hệ qua Zalo số điện thoại cho em nha. Em để giá vài trăm anh lý cho anh em. Rồi, em cảm ơn tất cả các anh em nha.